Hội thảo lần này diễn ra đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu lịch sử hàng đầu Việt Nam thuộc các cơ quan như Viện Sử học Việt Nam, Viện Văn học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành v.v. mà còn thu hút sự quan tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành giáo dục Đông Triều. Là một địa phương có bề dày về truyền thống văn hóa, lịch sử, đặc biệt trong số đó là di sản văn hóa nhà Trần, nên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã rất quan tâm tới việc giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh. Và có thể nói, đây là địa phương đi đầu cả nước trong lĩnh vực này. Những nội dung chương trình của việc giáo dục lịch sử địa phương trong năm học mới đã được ngành giáo dục huyện trình bày tại hội thảo. Theo đó, bên cạnh các nội dung chính khóa theo giáo trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, ngành giáo dục huyện cũng sẽ quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngay tại các điểm di tích để giúp các em có thêm hiểu biết về lịch sử của địa phương. Là một giáo viên dạy lịch sử trong nhà trường phổ thông thì cùng với cái hội thảo hôm nay thì sắp tới đây trong nhà trường có tiết dạy của mình cũng trong quá trình giảng dạy bộ môn thì tôi sẽ lồng ghép với bài lịch sử trong chương trình mà Bộ Giáo dục đã ban hành, lồng ghép những cái bài mà nó có liên quan đến phần lịch sử của địa phương Đông Triều thì sẽ dạy lồng ghép vào để giáo dục truyền thống lịch sử cho các em và để bồi đắp thêm cái tinh thần yêu nước cho các em, để các em hiểu là không chỉ truyền về lịch sử của nước nhà nói chung và lịch sử của địa phương Đông Triều nói riêng, để hiểu học sinh hiểu được cái di tích của nhà Trần, đặc biệt là đền Sinh và một số những cái khu di tích khác, để cho học sinh hiểu rõ hơn cái lịch sử nước nhà cũng như lịch sử của Đông Triều. Tại hội thảo, các tham luận trao đổi đều khẳng định từ lâu nay việc giáo dục môn lịch sử trong các trường học phổ thông đã và đang bị xem nhẹ. Do vậy, kiến thức lịch sử của các em học sinh đều rất mơ hồ. Để khắc phục tình trạng này, ngành giáo dục huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Khảo Cổ học, soạn thảo và xuất bản 8 cuốn sách về các di tích lịch sử quan trọng tại địa phương để phục vụ cho giảng dạy và học tập trong năm học mới. Cùng với đó, việc hệ thống lại toàn bộ tư liệu giáo trình, các bài giảng giáo án điện tử, các hình ảnh trực quan cũng sẽ được ngành giáo dục huyện khẩn trương triển khai để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử trong các trường tiểu học và trung học cơ sở. Sắp tới đây thì với cái tham gia của hội thảo thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc đầu tiên là biên tập lại toàn bộ cái tài liệu, chương trình, cái cụ thể nhất, lựa chọn những cái kiến thức lịch sử ở địa phương Đông Triều một cách xúc tích nhất và hấp dẫn nhất đối với các cháu học sinh ở các cấp học. Và thứ hai là tổ chức việc thí điểm đưa vào một số trường để xây dựng một cái mô hình, và trên cơ sở một cái mô hình có chất lượng thì chúng ta triển khai rộng rãi trong toàn huyện. Bắt đầu vào năm học mới thì các cái tài liệu và các cái hướng dẫn sẽ được ban hành và chỉ đạo trong tất cả các trường trong toàn huyện. Lịch sử địa phương thì chúng tôi sẽ tập trung vào hai cái bộ tài liệu, một là cái di sản văn hóa nhà Trần ở Đông Triều, hai là về cái bộ tài liệu về cái truyền thống đấu tranh anh dũng của mảnh đất đệ tứ trên khu Đông Triều. Theo các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, việc tổ chức hội thảo về tăng cường giáo dục lịch sử trong trường tiểu học và trung học cơ sở do ngành giáo dục huyện Đông Triều tổ chức là rất cần thiết và rất đáng trân trọng trong hoàn cảnh hiện nay. Điều đó cho thấy ý thức nhận thức về lịch sử trong quá trình phát triển của địa phương đã được coi trọng. Tuy nhiên, việc giáo dục như thế nào cho hiệu quả đang là một vấn đề cần phải tính đến. Trước hết, các giáo trình và phương pháp giảng dạy cần phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi để các em dễ tiếp thu. Đặc biệt, phải rất cẩn thận, tôn trọng lịch sử, bởi nếu không sẽ trở thành xuyên tạc lịch sử. Nên kết hợp sử với văn, bởi vì ở đây chỉ mới là chú trọng sử. Còn sử với văn thì văn của các vua Trần rất hay, mà đặc biệt là vua Trần Nhân Tông thì văn chương rất hay, mà dạy một cách hồn nhiên để cho các em tiếp thu một cách tự nhiên, chứ đừng tạo ra một cái khuôn để cho các em cứ phải theo cái ý của cái khuôn ấy thì nó mất cái hứng thú đi. Thì đó chính là một cái cách giáo dục, đúng cái cách giáo dục mà tốt nhất. Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Từ kết quả này, các chuyên gia đầu ngành về lịch sử Việt Nam sẽ có các chương trình tham gia cộng tác trao đổi để cùng huyện Đông Triều nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử địa phương. Từ đó, góp phần vào nâng cao chiến lược giáo dục, đào tạo con người trên địa bàn.